Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Hocoleus Agi do AgiMex Farm sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Hocoleus Agi cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Hocoleus Agi có thành phần là lá húng chanh 2,5g, vỏ núc nác 0,625g, sineun từ tình dục tràm 4,65mg. Hocoleus Agi được bào chế dưới dạng siro. Hocoleus Agi mang lại cho người dùng công dụng hỗ trợ nhuận phế, hỗ trợ giảm đờm, hỗ trợ giảm ho hỗ trợ giảm triệu chứng cảm. Sản phẩm Hocoleus Agi được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Hocoleus Agi được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, trẻ em từ 1 tuổi đến dưới 2 tuổi, uống 5ml, uống 3 lần trên ngày. Trẻ em từ 2 tuổi đến 6 tuổi, uống 5 đến 10ml, uống 3 lần trên ngày. Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn, uống 15ml, uống 3 lần trên ngày. Chống chỉ định khi sử dụng ho coleus agi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Người hư hàn đau bụng, tiêu chảy, phụ nữ có thai. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, người bệnh gan, bệnh trĩ, sỏi mật, phụ nữ có thai thời kỳ cuối không nên dùng. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Hocoleus Agi, đồng thời biết cách sử dụng Hocoleus Agi sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham